Đi học về là đi học về. Em vào nhà em chào ba mẹ. Cha em khen là con rất ngoan. Yeah, trời ơi, đã được đi học lại còn được khen ngoan nữa. Thích quá, thích đi học quá. Ê, cái con bé kia bị điên hả trời? Đi học khổ muốn chết luôn, làm gì mà vừa đi vừa hét vui dữ vậy hả? Trời ơi, không biết ta bực mình, ta không muốn đi học miếng nào hết à. Ôi, chibi tóc xoăn áo hồng, con đã đi học về rồi hả? Để mẹ dẫn con về nha. Chiều nay mình sẽ có một cái buổi học khác nữa đó, hay lắm đó con. Học toán nâng cao, toán trí tuệ đó con. Hả? Trời ơi trời, con thấy là con đã thông minh lắm rồi. Không có cần học nhiều như vậy đâu mẹ. Học gì học miết là con nhức đầu quá à. Con muốn đi chơi, con muốn mua đồ chơi. Nhưng mẹ của mình nói là mình phải học giỏi để kiếm tiền, mai mốt muốn mua gì thì mua, chứ bây giờ mình phải lo học. Đúng rồi đó, con phải học giỏi, sau này con kiếm tiền, con muốn mua gì thì con mua. Chứ ba mẹ đi làm kiếm tiền nuôi tụi con là đã mệt rồi, tiền đâu mà suốt ngày mua đồ chơi với đi chơi, mẹ không có đủ tiền. Mẹ ơi, hay là tới sếp béo chibi rồi kìa, cho con vô, ngó một miếng cũng được nha. Ừ, vô ngó một chút thôi thì được. À, đã quá à, trời ơi, búp bê, búp bê tiên nữ, con thích búp bê tiên nữ này quá à. Ước gì con được mua 195.000 á mẹ ơi. Trời ơi, búp bê đó đẹp bằng mẹ thôi chứ gì đâu, chẳng qua mặc đồ cổ trang thôi. Nè, mẹ cũng đẹp y búp bê vậy đó. Con thì đẹp y như búp bê chibi luôn, cần gì mà phải thích búp bê đó con. Ráng làm có tiền đi rồi mai mốt tự mua. Yeah, mình đã làm được slam rồi nè. Trời ơi, slam trong veo luôn, màu hồng nữa. Đẹp ơi là đẹp luôn. Rất là thích luôn. Các bạn ở trên lớp thì lại thích chơi slam nữa. Được rồi, mình sẽ lấy slam này bán để kiếm tiền mua búp bê. Slam này đã thật. Như vậy là chắc là đã bán được rồi đó. Đúng không các bạn? Đó, các bạn thấy slam mình làm như vậy thì có bán được chưa? Rất là mềm luôn và mát lắm nha. Màu hồng, màu xanh, màu tím, màu xanh, màu vàng, màu cam. Yeah, hoàn thành rồi, mình sẽ đi bán đây. Người lớn suốt ngày tiền, tưởng mình không biết làm ra tiền chắc. Slam đây, slam mình tự làm đây các bạn ơi. Các bạn mua ủng hộ mình đi, 5.000 đồng một hũ. Wow, bạn giỏi thật, bạn làm được slam rồi. Yeah, thích quá, bán cho mình một hũ đi. Mình chọn màu hồng, 5.000 nè. Mình bán được rồi. Tăng tàn, lụm lúa, 5.000 đồng đầu tiên. Mình lấy hũ màu xanh. Mình mua mẫu hũ màu xanh lá nha. Trời ơi, hũ màu tím này đẹp quá mà không ai lấy, mình mua nha. Bạn thật là xinh gái, mình sẽ mua 2 hũ ủng hộ bạn luôn, 10.000 đồng. Trời ơi, tin được không? Trời ơi, tin được không? Mình đã trở thành đại gia bán slam rồi. Mình đã trở thành đại gia bán slam rồi. Quá trời tiền luôn. Sau đó, Chibi tiếp tục bán slam và được rất là nhiều tiền. Tiền cứ rơi trúng cô ấy như là trúng số. Mẹ ơi, mẹ thấy con có nhiều tiền không? Không cần tiền của mẹ, con đã có thể tự mua đồ chơi của mình. Và bây giờ con muốn nghỉ học. Mẹ nói là học để kiếm tiền, bây giờ con có thể tự kiếm tiền rồi, con sẽ nghỉ học thôi. Con nghiêm túc chứ, tiền này con lấy ở đâu ra? Tiền này con bán đồ chơi, bán slam mà ra, chứ đâu có lấy của ai. Nhưng con không được nghỉ học. Nhưng con chán đi học lắm, đi học thì làm gì chứ, đi học cũng để kiếm tiền, đúng không? Mẹ nói đi học thì để kiếm tiền. Thì bây giờ con đã bán slam và con có tiền rồi. Đi học nhức đầu lắm. Con có thể tự học, con thông minh. Đi học, cô giáo la con riết à. Mẹ thấy không? Con có thể không học. Nhưng mẹ nói lại một lần nữa là con phải đi học. Con biết kiếm tiền như vậy thì cũng là tốt. Nhưng còn nhỏ không được xa lãng chuyện học của mình. Phải học, mai mốt lớn thì mới tập trung kiếm tiền sau. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải học. Nhưng mẹ nói đi, tại sao con phải học? Các bạn nói đi, tại sao mình phải đi học? Được rồi, mẹ sẽ vì con chứng minh cho con thấy vì sao chúng ta cần phải đi học.
Đây, hôm bữa con nói là nếu có tiền thì con sẽ mua được đồ chơi đúng không? Hôm nay con bán được có tiền rồi đó. Con thích làm gì thì con cứ làm đi. Đó, muốn mua sắm gì thì con cứ mua đi. Yeah, đã quá, mình sẽ mua hết luôn. Mình sẽ mua một đơn hàng khủng luôn. Lấy cho con một em này, một em này, một em này, một em này. Và tất cả những cái phụ kiện này. Cả cái xe này luôn. Có bao nhiêu quần áo đẹp này lấy hết cho con. Sau đó lấy túi xách, lấy nón lá, lấy luôn con khỉ này. Và lấy luôn cả những em bé này luôn, laptop luôn. Con thích whisky nữa, con lấy whisky luôn, con lấy hết luôn. Huba huba, kẹo nổ nữa, trời ơi, popping cooking làm slime nữa. Con mua hết luôn, mọi thứ lấy cho con một món, hai món luôn. Đã quá. Dạ, con trả tiền đấy ạ. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Như vậy là con đã hết tiền rồi, đi học được chưa? Nhưng con có thể làm ra tiền, con không đi học nữa. Hai, được rồi. Bây giờ con nói con có thể làm ra tiền đúng không? Vậy thì xem như chủ nhật hôm nay chúng ta không cần phải đi học thêm. Và con hãy làm ra tiền trong ngày hôm nay cho mẹ xem. Mình sẽ mang slime ra chợ bán. Bà con cô bác ơi, có ai mua slime không? Bà con cô bác ơi, có ai mua slime về chơi không? Rẻ lắm, 5.000 đồng, slime tự làm, 5.000 đồng, giá rất rẻ, giá rất bèo. Và con là chuyên gia bán slime ở trong trường, slime của con rất là chất lượng và được nhiều người yêu thích. Ủa, cháu còn nhỏ, sao không đi học? Cháu bán cái gì vậy? Để bà mua ủng hộ cho cháu, lấy tiền đi học. Dạ bà ơi, cháu bán slime đó, slime cháu tự làm rất là tất lượng luôn. Bà mua về chơi nha bà. Tưởng đâu cháu bán rau hay bán thịt hay bán gì thì bà còn mua ủng hộ được. Xin lỗi cháu nha, bà lớn tuổi rồi, bà không chơi slime. Còn cháu của bà thì nó sẽ tự mua ở trên trường của nó. Cho nên là cháu cố gắng bán tiếp nha. Bà đi đây, bà không chơi slime đâu. Ai mua slime không? Ai mua slime ơi? Chú Ken ơi. Ủa? Chibi tóc xoăn. Sao hôm nay con không đi học? Dạ, mẹ con cho con nghỉ học rồi. Bữa nay con sẽ ở nhà bán slime á. Chú mua ủng hộ con nha. Chú lớn rồi, chú không chơi slime được. Con phải đi học chứ, bắn lam sao được con. Nhưng đi học chán lắm chú ơi. Con bán slime được nhiều tiền lắm. Wow, vậy à. Vậy thì con cứ bán tiếp đi nha. Chú lớn rồi, chú không chơi slime. Chú đi đây, chúc con buôn may bán đắt. Hơi, người lớn không ai chơi slime. Mình chờ một chút xíu mấy bạn của mình đi học về. Chắc chắn là sẽ mua slime của mình. Mấy bạn này thích slime của mình lắm. Ê, tới giờ rồi. Úc ơi, slime nè, slime của mình nè. Mua đi. Ủa, bạn bán slime ở đây hả? Mình không biết. Mình mua của bạn kia rồi, có bạn ở trong trường. Bạn nó cũng mới làm slime bán. Đẹp lắm, mình mua rồi, cho nên mình hết tiền rồi. Bạn thông cảm nha, mình đi về đây để trễ rồi. Xin chào Chibi Vét Đen, bạn thấy mình đẹp gái đúng không? Hôm hổm bạn mua cho mình hai hũ á, bây giờ bạn mua cho mình nữa nha. Chibi tóc xoăn, bạn đúng là xinh gái thật, nhưng là lúc bạn còn đi học cơ. Bây giờ bạn ra chợ, nhìn bạn không còn xinh nữa. Xin lỗi bạn nha, mình đi đây. Không ai mua làm cho mình á. Từ sáng tới chiều, mình rao mệt cả mỏi cả mệt. Mình mời người này người kia, ai cũng nói cố lên, mà không ai thèm mua ủng hộ mình gì hết cha. Có phải là xui qua đời. Ngồi ngoài trời nắng có một buổi, chóng mặt quá, chắc là bệnh rồi. Thôi mình dọn về thôi. Chị Bi, con mới bán về đó hả? Mẹ đi làm gấp đây nha. Con không đi học thì ở nhà tự lo cho bản thân của mình, tự nấu nướng ăn và tự lo tất cả nha. Mẹ phải đi đây. Mình
đầu quá à, mình không nấu cơm được à, mình run luôn à, mình nghỉ mệt một chút à. Buồn thật đó. Đói bụng mà không ai nấu cho ăn. Bệnh cũng không có ai ở nhà chơi với mình hết. Đồ chơi chơi hết cũng chán rồi bây giờ. Slam bán không được nữa. Bạn bè tự nhiên giờ không ai chơi với mình hết à. Hay là mình sẽ tự đọc bài, mình tự học luôn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Không thầy đố mày học nên. Bạn bè, bạn bè, sống trong bể ngọc kim cương, không bằng sống giữa tình thương bạn bè. Hơi chán quá. Đọc nãy giờ không ai vỗ tay, không ai khen hết là hồi xưa đi học ai cũng khen mình đọc hay hết. Giờ đọc nãy giờ không ai like luôn á. Chán quá. Mình cứ đi qua, rồi đi lại, đi tới, rồi đi lui. Tinh ton, tinh ton. Đồng hồ quay ngược, quay xuôi, quay tới, quay lui. Quay hoài không thấy mệt. Còn mình mệt lắm rồi. Ôi đồng hồ ơi đừng quay nữa. Mỗi ngày trôi qua là một ngày ta buồn. Mỗi giờ trôi qua là một giờ cô đơn. Nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ ba mẹ, nhớ Slam, nhớ những cảnh vui chơi trên lớp. Giờ sao đây? Hello, mẹ mới đi làm về nè, con ở nhà vui không? Bữa nay nghỉ học, ở nhà thoải mái không? Như ý nguyện rồi đúng không? Không vui gì hết mẹ ơi. Con bán Slam không được. Mấy bạn á cũng không mua luôn. Không ai mua hết. Mà còn không chơi với con luôn. Con bệnh á, con ở nhà một mình. Mẹ không nấu cơm cho con luôn. Con buồn. Con học bài mà không có ai khen con luôn. Rồi con đi qua đi lại. Con buồn lắm mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ. Con biết sai rồi. Con sẽ đi học trở lại. Còn nhỏ đi học là niềm vui nhất. Có bạn, có bè, có nhiều điều thú vị, có thể chia sẻ cùng các bạn của mình. Còn ở nhà quay qua quay lại con buồn lắm mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ. Ngày mai mẹ cho con đi học nha. Ngoan. Như vậy mới là con gái ngoan của mẹ. Ừ, còn nhỏ là phải đi học chứ. Đúng rồi đó, ngày mai mẹ sẽ chở con đi học nha. Con hiểu ra như vậy là tốt rồi, không sao đâu. La la la, để mẹ vô lấy cơm cho con ăn. Các bạn ơi, câu chuyện của mình á, không muốn đi học nữa, đến đây là kết thúc rồi đó. Có bạn nào từng trải qua cảm giác giống như mình không? Chán học dễ sợ luôn, thích ở nhà chơi và bán Slam á. Nhưng mà thật ra ở nhà buồn ơi là buồn luôn, không có ai chơi chung với mình hết. Có chuyện gì không ai chia sẻ với mình luôn. Cho nên các bạn đừng bao giờ suy nghĩ đến chuyện nghỉ học giống như mình nha. Đi học rất là vui. Còn video của chị Bé Úc Chibi thì đến đây cũng đã kết thúc rồi đó. Hy vọng rằng các bạn sẽ bấm like, chia sẻ video cũng như đăng ký thành viên trên kênh Bé Úc Chibi để ủng hộ tinh thần cho chị Bé Úc Chibi là nhiều video tiếp theo nữa nha. Yêu các bạn nhiều. Mỗi video là một bài học về cuộc sống. Hy vọng rằng chúng ta sẽ càng ngày tốt hơn nha. Yêu các bạn rất là nhiều.